review đoạn khúc cua tay áo ở khu vực đèo Ách. Đường quốc lộ 337. Đường đi Yên Bái đi Văn Chấn. Kia là đường đi Văn Chấn, còn đây là đường quay về Yên Bái. Đấy. Review. Và vào trong này cô chú anh chị, các bạn đi Văn Chấn Nghĩa Lộ, chúng ta sẽ có những cái điểm check in vô cùng đẹp, đó là các cái điểm các cái đây phải gọi là rừng ngô. Rừng ngô từ trên núi, từ trên đỉnh núi xuống toàn ngô là ngô. Tít ở trên đỉnh núi kia vẫn là ngô, bạt ngàn là ngô. Đây là khúc cua tay áo.